Vậy cho 5 muối cãi vào với lại tí giấm gạo nó ok. Cố đang than vãn thì là phải cọp. Cháu mới xuống bụng rồi. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.